đi 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 đi. Lấy một xe của anh chở một xe anh nhá. Anh lao xuống này, lãng rồi. Thôi thôi thôi, một xe đưa đi đi. Có người lái xe đấy. Đó. Nhớ chụp lại mấy cái đường này không về. Sao sao áp lên đội Phật thì chúng nó đi nhiều. Đi. Mình đi bộ à? Đâu như thế thì thế sao đủ anh được? Anh có xe không? Không, không anh không có. Trời ơi, hỏi em bảo là tưởng anh có xe lai em thêm. Anh thất thật rồi. Đã cảm ơn mà. Tên là xe. À trời. Anh biết thấy hát đỏ. Xe này nó yếu lắm. Thì đi một người thôi. Xe đấy đi được mà. Được nhưng mà đi một người đấy. Đi một người nó yếu lắm. Không. Xe nó yếu lắm. Anh sợ là anh không quen đường, không biết đi thôi. Anh trông này thôi, tôi có bảo cái này nó kiểu như nó cũ rồi ấy. Đi nhiều rồi, chưa bảo dưỡng như thế. Vẫn đi được. Đi được. À, có thua, thôi hẳn lái được không thôi mà. Thua mà thua, ta này xua tới ở đây tới lúc phía mà dù là dưới lúc nào các mỏ á lúc chơi cái lúc cho thói chùa á lúc nhìn một nhìn mà nè á lúc chơi mỏ á tù xuống nè ai cũng mỏng thâu ổng thói chùa mà. Nhưng mà bây giờ thêm anh này nữa thì cũng đâu chở được người nữa, đúng không? Tại vì còn có xe cơ. Bắt thêm người ý. Đúng rồi, đấy. Thôi thôi để bọn em đi. Thôi để bọn em vừa đi bộ vừa đi được, vừa đi bộ vừa đi. Đi bộ được không? Để đoạn nào đi bộ. À đẹp mà. Hay là lái xe. Để em lái cho. Nhưng mà vẫn thiếu người, không có chở được ai.
Đi một mình được. Đang bảo chắc sau hôm nay tay lái của bọn anh đi đường núi chắc phải lên lắm đấy. Có quay